Chiều ngày 21 tháng 8, Ủy ban Nhân dân xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước cho biết, những trận mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua khiến hai bờ cây cầu dân sinh Suối Nhung thuộc xã Tân Lợi bị sạt lở nghiêm trọng. Người dân di chuyển qua cầu nơm nớp lo sợ. Một số người dân sống gần cầu cho biết, mỗi lần đi qua cầu, họ rất lo lắng, nhất là khi có ô tô, xe trọng tải lớn đi qua. Cây cầu xuất hiện rõ dư chấn rung lắc bập bùng. Người dân cũng lo ngại cho con em họ sắp bước vào năm học mới, hàng ngày phải qua lại chiếc cầu này. Thêm nữa, vào mùa mưa, nước Suối Nhung dâng cao khiến cây cầu thường bị ngập. Ông Mai Xuân Long, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Lợi cho biết, sáng cùng ngày, Ủy ban Nhân dân xã phối hợp với phòng chức năng huyện đã cắm biển cảnh báo, đồng thời khuyến cáo người dân hạn chế các phương tiện có trọng tải lớn di chuyển qua cầu Suối Nhung để đảm bảo an toàn cho người và tài sản. Bên cạnh đó, đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện sớm có biện pháp khắc phục. Cầu Suối Nhung được xây dựng từ năm 2005, trọng tải 8 tấn.